Động thái mới nhất của G-Dragon Big Bang khiến dân tình đứng ngồi không yên một năm trôi qua kể từ ngày G-Dragon chính thức nhập ngũ. Trong khoảng thời gian này, anh tuân thủ quy tắc khi đang tại ngũ và gần như biến mất khỏi làng giải trí, mạng xã hội nếu không có loạt post bị dispatch khui ra. Bất ngờ vào chiều qua, nam rapper đình đám đã gây bão mạng khi đăng tải loạt ảnh tác phẩm của nhà triết học Nietzsche với tựa đề Làm sao để sống, đừng đặt cược vào lý tưởng quốc gia của bạn mà là lý tưởng của chính bạn. G-Dragon còn để lại dòng nhắn nhủ ngày 11 tháng 2 năm 2019. Mua nói hay chào hỏi đi nào. Theo fan, G-Dragon có thể muốn ám chỉ rằng anh đang chuẩn bị cho những sản phẩm mới và sẽ comeback hoành tráng ngay sau khi xuất ngũ. Hiện dân tình đang vô cùng háo hức trước sự trở lại của ông hoàng làng nhạc K-pop. G-Dragon đăng loạt ảnh ám chỉ kế hoạch comeback sau khi xuất ngũ, nguồn OKPOP.